Kính thưa thầy Châu, kính thưa thầy Bảo, chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô, lãnh đạo hội hô hấp Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu, theo sự phân công của ban tổ chức, chúng tôi xin báo cáo bài cá thể hóa trong điều trị chẩn đoán điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thì phần trình bày của chúng tôi có 3 phần chính. Thứ nhất là những cái tổng quan chung, cái thứ hai đó là về cách tiếp cận chẩn đoán và điều trị cá thể hóa như thế nào, và cái thứ ba chúng ta có một số cái nguyên tắc chung trong điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay gọi tắt là OSA, và một số cái kết luận đi kèm. Thì như chúng ta đã biết, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đó là cái hiện tượng xẹp đường thở khi ngủ, gây ra một cái hậu quả sinh bệnh học rất là trầm trọng, đó là giảm oxy máu, ngắt khoảng hay là cắt khoảng, kèm với lại cái phân mảnh giấc ngủ. Và đây là những cái nguyên nhân gây ra các cái di chứng và các cái bệnh lý khác nhau. Đặc biệt thì chúng ta thấy đối với người châu Á thì chúng ta thấy cái tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trong dân số chung thì nó cũng tương tự như Âu Mỹ. Nó không phải vì chính là liên quan tới cái chỉ số BMI, béo phì, nó là liên quan tới cấu trúc sọ mặt. Đây là một cái đặc điểm rất là đáng lưu ý. Do vậy, nếu chúng ta người châu Á mà béo phì nữa thì cái nguy cơ bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó sẽ cao hơn. Đây là một trong những cái thông điệp để giúp chúng ta phải kiểm soát cân nặng tốt ở bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Về tần suất thì trong cái nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện với Hội Phổi Pháp Việt với tiến sĩ Francis Martin là trưởng nhóm nghiên cứu cùng với các đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy cái tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở người trưởng thành ở Việt Nam cho tới nay được ước tính trên cái cỡ mẫu nghiên cứu của chúng tôi là trên 1.000 người là 8,2%. Đặc biệt trong năm 2019 thì có một cái nghiên cứu đăng trên Lancet ước dùng các thuật toán ước đoán cái tần suất ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở Việt Nam, thì người ta cho thấy rằng ở người trưởng thành ở Việt Nam, tần suất cái số lượng người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là 4 triệu người, với chỉ số ngưng thở giảm thở ở mức độ trung bình, tức là chỉ số AHI mà trên 15 là có 2 triệu người. Và như vậy thì chúng ta thấy đây là một cái gánh nặng sức khỏe rất là quan trọng trong các cái bệnh lý không lây nhiễm ở tại Việt Nam. Và đặc biệt cái tần suất thì cao hơn rất là nhiều ở những người vì ví dụ như bệnh lý về tai biến mạch máu não, đột quỵ, thiếu máu não thì có thể trên 60-80% ở những cái trường hợp bệnh lý tim mạch đi kèm. Tiểu đường thì trong ngày 11-12 sắp đến thì chúng tôi sẽ báo cáo hai cái bài về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 và rối loạn chuyển hóa cho cái hội nghị đái tháo đường nội tiết miền Trung và Tây Nguyên mở rộng ở tại Nghệ An, để cho chúng ta thấy được là cái tầm quan trọng của cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trong các cái bệnh lý nội khoa và đặc biệt là bệnh lý về chuyển hóa. Đối với bệnh hô hấp thì như thế nào? Như vậy chúng ta đã thấy trong các cái bài báo cáo, đặc biệt trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái thuật ngữ overlap syndrome được sử dụng năm 1993 để chỉ về cái sự đồng mắc giữa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và sau này từ năm 2016 để đưa vào trong cái chồng lấp giữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do vậy đối với bệnh nhân bị bệnh hô hấp, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ có cái tần suất rất là cao trong các cái nghiên cứu của chúng tôi ở tại Viện Nhi Trung ương ở trẻ hen là lên tới trên 65% trong cái bệnh lý về hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người lớn, và đặc biệt ACO, asthma COPD overlap, tần suất có thể là lên đến 55-65%, và đây là một cái điều chúng ta cũng nên lưu ý đối với các bác sĩ chuyên ngành hô hấp. Và đặc biệt bệnh OSA hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh rất là nguy hiểm. Chúng tôi có thể nói đây là cái bệnh nguy hiểm là tại vì nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới cái khả năng làm việc trí não của chúng ta, và có liên quan mật thiết giữa chỉ số ngưng thở giảm thở và tỷ lệ sống còn. Ví dụ sau 10 năm nếu bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ chỉ số trên 30 lần một giờ thì như vậy cái cơ hội sống còn khỏe mạnh hoàn toàn của chúng ta chỉ còn khoảng chừng
là 75%. Và do vậy, chúng ta thấy đây là một cái thông điệp cũng rất là quan trọng đối với người bệnh bị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Bên cạnh đó, đối với Việt Nam, chúng ta thấy cũng đã dùng các cái biện pháp, các cái phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe, các chế tài về mọi mặt đối, nhưng mà tỷ lệ tai nạn lao động, tai nạn giao thông không giảm. Do vậy thì chúng ta phải có một cái cách tiếp cận, đó là phải khảo sát về chất lượng giấc ngủ, tình trạng buồn ngủ ban ngày ở những tài xế xe tải đường dài, không lưu, kể cả là đường thủy. Về phần tổng quan trong cái cách tiếp cận thì ở đây thì chúng tôi xin được sơ đồ hóa như sau. Thì như vậy thì chúng ta thấy tất cả cái cách tiếp cận đầu tiên là chúng ta tiếp cận theo cái một cái cách chung nhất, nhận định, chẩn đoán, triệu chứng lâm sàng các bệnh đồng mắt, và sau đó thì chúng ta bắt đầu đi vào cá thể hóa. Cá thể hóa thì có thể là theo sinh bệnh học, như trong phần sáng nay của tiến sĩ Francis Martin có nói về các cluster, các cái bốn cái đặc điểm về cơ chế bệnh sinh, thì chúng ta tiếp cận theo cái sinh bệnh học. Cái thứ hai quan trọng nhất đó là theo tuổi, tại vì mỗi lứa tuổi thì có một cái cách tiếp cận chẩn đoán và điều trị khác nhau. Và cái thứ ba, bệnh đồng mắt. Và cái mà chúng tôi muốn gửi gắm nhiều cái thông tin và những cái thông điệp trong cái bài báo cáo đó là các bệnh đồng mắt. Tại vì đối với theo tuổi, theo sinh bệnh học thì chúng ta cũng đã có cái tiếp cận, chúng ta đã có cái hiểu biết rất là tốt. Tuy nhiên, đối với bệnh đồng mắt, để tạo cái sự mà quan tâm, đây có thể là một cái bệnh mà duy nhất có rất nhiều các cái chuyên khoa liên quan. Đối với hội hô hấp Việt Nam, chúng ta thấy càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà đa phần là các bác sĩ hô hấp, rồi có phẫu thuật lồng ngực, một số các bác sĩ về nội khoa khác. Nhưng mà đối với hội y học giấc ngủ Việt Nam, thành phần thì rất là đa dạng: bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ nội tiết, bác sĩ tim mạch, bác sĩ hô hấp, bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm thần, các bác sĩ chuyên ngành khác, kể cả phục hồi chức năng. Và do vậy chúng ta thấy là cái bệnh ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó hiện hữu rất là nhiều dưới dạng các bệnh đồng mắt ở trong các cái bệnh lý nội khoa khác nhau. Tuy nhiên, về cái cách tiếp cận về chẩn đoán thì như vậy chúng ta vẫn tuân thủ theo cái khuyến cáo của AASM, đó là cái Viện Y học Giấc ngủ của Mỹ, thì chúng ta phải thứ nhất là có cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày, thứ hai là chúng ta thấy có các cái triệu chứng ví dụ như ngáy nặng cơn, ngưng thở về đêm, đêm ngủ với thức dậy thở hỗn hển, thở dồn dập và cảm giác ngộp thở, và cái tiêu chuẩn vàng đó là dựa vào cái chỉ số ngừng thở giảm thở, và chúng ta thấy là trên 5 lần. Đặc biệt thì chúng ta thấy về lâm sàng thì chúng ta có cái thang điểm Epworth. Đối với cái thang điểm Epworth thì Hội Phổi Pháp Việt và cái nhóm nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh và cùng với chúng tôi là đã có cái thang điểm Epworth cải biên. Thì khi mà so sánh cho khi thực hiện cái nghiên cứu FSAC thì thấy cái thang điểm cải biên với thang điểm Epworth gốc không có gì khác biệt. Cải biên chỉ có thay cái câu hỏi số 8 là ngồi lái xe, thì đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta không phải ngồi lái xe mà ngồi sau xe, hoặc là ngồi trên xe và khi dừng là đèn xanh đèn đỏ. Và như vậy thì tại vì không phải là người Việt Nam ai chúng ta ai cũng có xe hơi để mà lái hết, và như vậy thì số điểm nó tương tự như nhau, và do vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái câu hỏi cải biên. Và nếu cái số điểm là trên 15 thì đây là những trường hợp buồn ngủ ban ngày quá mức, thì chúng ta nên làm cái thăm dò về giấc ngủ, đặc biệt phải tìm những cái dấu hiệu và có thể đo đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ. Và cái khuyến cáo về chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mà cho tới nay là cái sau cùng, đó là cái năm 2017 của Viện Y học Giấc ngủ của Mỹ, thì như vậy cũng dựa vào cái đa ký giấc ngủ. Ở đây thì chúng ta thấy cái việc đo đa ký giấc ngủ thì nó phức tạp, nó đòi hỏi phải có cái máy đa ký giấc ngủ. Tuy nhiên trong cái khuyến cáo năm 2019 thì có tiến bộ hơn, chúng ta có thể đo đa ký hô hấp. Và hiện nay thì theo cái tổng hợp của chúng tôi thì ở tại Việt Nam có khoảng chưa tới 30 cơ sở đo đa ký hô hấp và đa ký giấc ngủ. Những cái cơ sở mà đã được
phát triển lâu nay, như là ở Phổ Việt của thầy Bảo, ở Bạch Mai của thầy Châu và thầy Giáp, và ở trung tâm lão khoa, rồi ở Vinmed thì cũng mới bắt đầu ở khu vực miền Trung. Thì vừa rồi thì hội học giấc hội phổi Pháp Việt và với sự giúp đỡ của tiến sĩ Francis Martin, của Dr. Phan Soyer cũng đã mở một cái lớp đào tạo và cũng đã tặng máy cho Huế. Và như vậy thì về phía hội y học giấc của Việt Nam cũng đã thành lập liên tri hội, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long của thầy Thành thì cũng đã có cái đơn vị là y học giấc ngủ và cũng đã có máy đa ký hô hấp. Và như vậy thì cái việc mà chẩn đoán cái OSA ở những bệnh đồng mắt, hô hấp và nội khoa khác thì tương đối thuận lợi. Về cá thể hóa trong chẩn đoán điều trị thì chúng tôi đi theo cái hướng thứ nhất, tiếp cận đầu tiên là đối với theo lứa tuổi. Đối với trẻ em thì chúng ta thấy cái tần suất cũng rất là cao, và đặc biệt thì chúng ta thấy cái lứa tuổi thường gặp nhất đó là 2 đến 8 tuổi, và có những cái hậu quả nó khác với người lớn. Đối với trẻ em thì nó hậu quả trên thay đổi về tính khí, ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất, chiều cao, và thậm chí nếu kéo dài và có thể gây ra những cái rối loạn về chuyển hóa, biến chứng tim mạch. Ở trẻ em thì cũng ta có thể đo đa ký hô hấp để chẩn đoán. Thì đây là một cái bệnh lý mà cũng đã rất được sự quan tâm ở Viện Nhi Trung ương. Ở trẻ em có một cái điều rất là chúng ta thấy rất là tốt, là tại vì cái nguyên nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em thì chúng ta có thể giải quyết được. Amidan quá phát, VA quá phát, chúng ta cắt, chúng ta nạo. Những cái trường hợp bất thường, một tỷ lệ rất là thấp về bất thường về cấu trúc sọ mặt do các bệnh lý di truyền như là hội chứng Bjerovin, rồi hội chứng Cruzon, thì lúc đó chúng ta thấy là rất là phức tạp, thậm chí cần phải điều trị CPAP. Và vừa rồi thì cũng trong tháng 9 thì chúng tôi cùng với các tác giả của Viện Nhi Trung ương cũng đã công bố cái nghiên cứu về điều trị phẫu thuật tai mũi họng cắt amidan nạo VA và điều cho nhóm bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nặng, chỉ số AHI trên 10, và cái nhóm nhẹ trung bình thì điều trị bằng kháng leukotriene thì cái hiệu quả điều trị rất là tốt, và đăng trên cái tạp chí Frontier in Neurology số tháng 9. Ngoài ra thì chúng ta thấy những trẻ sinh non hoặc là có những cái hội chứng Down thì chúng ta thấy, hoặc trẻ tự kỷ thì cái tần suất OSA cũng cao hơn so với trẻ bình thường. Thì đó là những cái nhóm dân số chúng ta cần phải lưu ý. Đặc biệt đối với cái trẻ em thì cái triệu chứng chúng ta thấy nó khác với người lớn, tại vì cái triệu chứng ban ngày rất là nổi trội, và chúng ta thấy thậm chí là có những cái hội chứng tăng động giảm chú ý chúng ta bị chẩn đoán nhầm ở những trẻ có ngủ ngáy ngưng thở khi ngủ do phì đại VA amidan quá phát, và cũng như là chúng ta thấy đối với những trường hợp là trẻ có một cái đặc điểm là thường cái thở miệng. Và như vậy thì chúng ta thấy trong thăm khám lâm sàng thì ngoài những cái triệu chứng tiểu dầm, tiểu đêm, đó là những cái triệu chứng thường xuất hiện ở trẻ em, có độ chuyên độ nhạy cũng tương đối cao. Đó là hai cái triệu chứng mà ở trẻ em liên quan tới ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đó là có triệu chứng tiểu dầm, đổ mồ hôi đêm. Về điều trị thì như vậy, đối với trẻ em mà nếu chúng ta thấy có tắc nghẽn do amidan quá phát VA, chúng ta cắt, chúng ta nạo thì coi như điều trị coi như là tận gốc. Và CPAP thì thật sự rất là khó dung nạp ở trẻ em, chỉ trong một số trường hợp trì hoãn hoặc là chờ đợi để can thiệp phẫu thuật thì chúng ta có thể CPAP nếu đe dọa đến cái vấn đề tử vong trong đêm của trẻ. Một cái đối tượng thứ hai mà chúng ta có thể, cái cách tiếp cận chúng ta theo hướng cá thể hóa, đó là người lớn tuổi hay là người già. Thì đối với người lớn tuổi thì cái OSA nó lại liên quan tới cái cơ chế sinh bệnh, nó xẹp đường thở theo tuổi nhiều hơn là cái yếu tố là béo phì. Và do vậy thì cái cách tiếp cận của chúng ta cũng tương đối khác. Và đặc biệt là chúng ta thấy những cái hậu quả sinh bệnh học ở người lớn tuổi nó khác với ở người trưởng thành hoặc là với trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy làm tăng cái nguy cơ bệnh tim mạch. Rồi chúng ta thấy tiểu đường tiếp 2,
chúng ta thấy suy giảm chức năng. Những người lớn tuổi bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, chúng ta thấy có làm giảm cái tuần thiểu năng tuần hoàn não khi ngủ, và do vậy chúng ta thấy có thể là khi lúc thức giấc có thể là có tình trạng là choáng váng, chóng mặt, rồi sau đó là có thể khởi phát những cái vấn đề về trí nhớ. Như vậy chúng ta thấy kể cả Alzheimer nó cũng là những OSA, nó là một trong những cái bệnh đồng mắt, nó làm khởi phát các cái bệnh lý tiềm ẩn về thần kinh ở người lớn tuổi. Và do vậy thì chúng ta thấy cần phải lưu ý đối với nhóm người cao tuổi. Đối với người cao tuổi thì chúng ta thấy như vậy, chúng ta điều trị thì cũng tương tự như trong trình bày trước sáng nay của tiến sĩ Francis Martin, chúng ta thấy cũng là giảm cân là bắt buộc, điều trị tư thế nghiêng, nặng nữa thì chúng ta dùng CPAP. CPAP ở người già thì thật sự cái dung nạp cũng tốt nếu chúng ta có cái giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ về vấn đề chuyên môn kỹ thuật cho người bệnh. Và trước khi CPAP thì chúng ta có một cái thiếu ở Việt Nam chúng ta là chúng ta không làm CBT, đó là Cognitive Behavior Therapy, phải giải thích về cái nhận thức hành vi trước khi điều trị CPAP thì nó làm tăng cái khả năng dung nạp. Thì thật sự đa số chúng ta, kể cả cá nhân chúng tôi, nhiều khi chúng ta chỉ định CPAP, chúng ta giải thích một tí, rồi mỗi lần thăm khám chúng ta giải thích như vậy thì nó làm cái khả năng tuân thủ điều trị nó sẽ thấp hơn nếu chúng ta làm cái CBT trước với người nhà và gia đình. Và cái bệnh đồng mắt chúng tôi muốn nói đến sau cái tiếp cận cá thể hóa ở trẻ em, ở người cao tuổi, đó là cái bệnh đường hô hấp. Đầu tiên, viêm mũi dị ứng. Đây là một cái lĩnh vực mà chúng tôi thấy rất là hay, rất là thích thú. Người bị nghẹt mũi, bị viêm mũi dị ứng thì làm tăng nguy cơ ngủ ngáy, ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ. Và đây cũng là một trong những cái kết quả nghiên cứu năm 1993 công bố là cái chuyện mà viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi, điều trị mệt mỏi ban ngày không phải do thuốc kháng histamine mà là do cái liên quan tới rối loạn giấc ngủ, đặc biệt ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ, do giáo sư Timothy Gray, hiện nay cũng là cố vấn của Bệnh viện Vinmec và trưởng khoa của chúng tôi ở Penn State. Và như vậy thì chúng ta thấy cái bệnh lý viêm mũi dị ứng rất quan trọng đối với bác sĩ tai mũi họng. Tần suất nó cao, hen càng ngày càng có thể là giảm hoặc ổn định, nhưng mà viêm mũi dị ứng càng ngày càng tăng ở các nước châu Á và châu Âu. Và thậm chí là chúng ta thấy nếu mà chỉ lỗ mũi chúng ta nghẹt là ngày hôm sau chúng ta rất là buồn ngủ, là vì cái lý do ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ. Và do vậy, đối với bệnh nhân bệnh viêm mũi dị ứng thì chúng ta thấy là phải tầm soát cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, rồi phải điều trị cái viêm mũi dị ứng cho nó tốt, thì lúc đó làm giảm nguy cơ ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Cơ chế thì do thời gian không có nhiều thì chúng tôi chỉ có một cái từ khóa, đó là liên quan tới cơ chế kháng trở Starling rất là hay. Nghẹt ở mũi, tăng kháng lực ở đường hô hấp, làm xẹp ở cái vùng hầu họng theo cái cơ chế kháng trở Starling. Và tiếp theo đó là một cái bệnh và có nghe viêm mũi dị ứng và OSA, chúng tôi đặt cho cái tên là AROSA, Allergic Rhinitis and OSA. Còn đối với ONDOSA thì 2016 thì các tác giả khác đã đặt tên rồi, đó là ONDOSA, Obstructive Lung Disease and OSA. Thì như vậy chúng ta thấy, chúng tôi khái quát trên cái vòng này, đó là ba cái vòng lặp này, thì như vậy có vòng trồng lấp, và như vậy chúng ta có một cái bệnh đó là ONDOSA ngoài cái ACO. Và như vậy thì chúng ta thấy về mặt cơ chế sinh bệnh thì cái phần này thì trong một số các cái bài báo cáo của tiến sĩ Lê Khắc Bảo cũng đã đi sâu phân tích về cái sơ đồ này. Có những yếu tố bảo vệ trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giúp cho là giảm cái nguy cơ bị OSA, ví dụ như tăng thể tích khí cạn, như trong bài trình bày của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn cũng nói hiện tượng tăng bài khí nó cứ giúp bảo vệ. Tuy nhiên đó là chỉ là một cái yếu tố là thêm vào, có cái tác dụng rất là nhỏ. Đối với bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy nhiều cái nguy cơ. Thứ nhất là dùng corticoid uống hoặc là thậm chí hít tại chỗ, rồi chúng ta thấy tình trạng ứ trệ tuần hoàn, hồi lưu của cái dịch ở khi ngủ ở cái vùng hầu họng, và nó cũng làm tăng cái nguy cơ của OSA. Do vậy thì cái tần suất OSA nó rất là cao ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Và do vậy chúng ta thấy nếu mà nặng có thể lên tới trên 60%. Do vậy chúng ta trong cái kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính GO 2022 nhắc lại 3 lần phải kiểm soát bệnh đồng mắt. Và cái OSA được xếp hàng thứ 3 sau ung thư phổi và bệnh tim mạch. Và như vậy chúng ta thấy cái vai trò của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ rất là quan trọng. Và trong ngày 20 tháng 11, tức là thứ Bảy tới, thì chúng tôi sẽ báo cáo cho cái phiên hội nghị của cô Tuyết Lan là quản lý bệnh nhân hen bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ngoại trú. Có cái mô hình, phát triển cái mô hình EcoQ của cô Tuyết Lan thành EcoQS, thì nó có cái thêm cái OSA thêm vào. Và đặc biệt thì chúng ta dùng CPAP thì rất là tốt. Và cái bệnh thứ hai nữa, bệnh đường dẫn tắc nghẽn đường dẫn khí, đó là bệnh hen. Thì như vậy hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ có cái cơ chế gọi như mối quan hệ hai chiều thông qua béo phì, thông qua cái GERD, tức là trào ngược dạ dày thực quản, thông qua cái viêm mũi dị ứng. Và như vậy thì chúng ta thấy đã được ATS, Hội lồng ngực Mỹ đã nhấn mạnh rất là nhiều về cái đồng mắt OSA ở bệnh nhân hen. Và đặc biệt nếu chúng ta điều trị CPAP thì có thể cải thiện cái chức năng hô hấp, giúp cải thiện về cái kiểm soát hen. Cái bệnh thứ cái nhóm bệnh thứ hai đó là bệnh tim mạch. Đây là một cái bệnh rất là quan trọng và tất cả các biến chứng tử vong, biến cố ngoài hô hấp tim mạch thì của OSA là nó nằm ở đây. Và đặc biệt trong cái khuyến cáo của ASA, tức là của Hội Tim Mạch của Mỹ, người ta đã nói rằng cái bệnh này tần suất rất là cao, 60-80%, nhưng 80% các bác sĩ chưa được tim mạch, chưa quan tâm để mà chẩn đoán điều trị OSA. Về cái cơ chế sinh bệnh thì ở đây chúng không có thời gian, chúng tôi chỉ lướt qua là như vậy chúng ta thấy nó nhiều cơ chế sinh bệnh khác nhau và nó để đưa đến sau cùng tăng huyết áp, rối loạn nhịp, suy tim và có thể là có cái những trường hợp mà tử vong do nguyên nhân tim mạch. Trong năm 2022 thì chúng tôi cũng đã cùng với Hội Tim Mạch Châu Á Thái Bình Dương xây dựng cái guideline về OSA. Và như vậy dựa vào các triệu chứng lâm sàng, cấu trúc hình thể hầu họng, myelopathy độ 4 và các cái yếu tố nguy cơ phát hiện qua câu hỏi stop băng. Và chúng tôi đưa ra cái khuyến cáo nếu bệnh nhân tim mạch có thể đo đa ký hô hấp thì chúng ta có thể là có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ chúng ta điều trị, rồi những trường hợp đặc biệt thì chúng ta mới làm đa ký giấc ngủ. Và như vậy thì chúng ta thấy bệnh nhân tim mạch cần phải tầm soát OSA. Cái bệnh tiếp theo, sáng nay tiến sĩ Phan Xích Mặc Tên cũng nói đó là COMISA, mất ngủ, ngưng thở khi ngủ ở bệnh nhân. Mất ngủ nghe rất là vô lý nhưng mà nó hoàn toàn có cơ chế sinh bệnh liên quan tới cái ngưỡng mà thức giấc. Và do vậy thì chúng ta thấy nếu bệnh nhân mất ngủ mà có buồn ngủ ban ngày thì nên khảo sát đa ký giấc ngủ để mà chẩn đoán phối hợp CPAP trước rồi thuốc ngủ sau, an toàn hơn thuốc ngủ trước rồi CPAP sau. Trong một số trường hợp thì chúng ta có thể là cân nhắc để mà điều trị. Và bệnh tiếp theo và cũng như cái bệnh đồng mắt sau cùng đó là đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa. Đái tháo đường tần suất rất là cao và đây là một trong những cái bệnh mà chúng tôi thực hiện đo đa ký hô hấp thường quy cho những bệnh nhân có điều kiện. Và vì nó cùng các cái yếu tố nguy cơ về cái cơ chế bệnh sinh thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Cũng qua stress oxy hóa, rồi phân mảnh giấc ngủ, tất cả những nguyên nhân này, rối loạn về tế bào beta tụy, rối loạn về cái chuyển hóa mỡ. Và do vậy thì chúng ta thấy nguy cơ OSA rất là cao và rối loạn chuyển hóa, đặc biệt rối loạn chuyển hóa mỡ cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra các cái biến cố tim mạch và chuyển hóa. Về điều trị thì chúng tôi sẽ lướt qua các cái tiêu đề vì sáng nay bác sĩ Phan Xích Mặc Toan cũng đã nói rồi. Thứ nhất là chúng ta phải giảm cân. Cái thứ hai, điều trị tư thế rất là thuận lợi cho người bệnh. Cái thứ ba, những trường hợp nặng thì có chỉ định CPAP. Và như vậy thì thời gian sử dụng CPAP phải tối thiểu là 4 giờ trong một đêm và 5 đêm trong một tuần. Và ngoài ra thì chúng ta thấy cái CPAP thì có auto CPAP cũng rất là tốt. Phần titration thì hiện nay chỗ Phổi Việt của thầy Bảo cũng thế mạnh là titration thì trong một số trường hợp có bệnh đồng mắt đi kèm.
và cái kết luận. Thì chúng tôi dùng cái bài này thì chúng tôi được cùng với các đồng nghiệp của Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam viết dưới sự mời lời mời của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, người chủ biên cái số này, về cái cá thể hóa trong điều trị OSA. Và đây là cái sơ đồ chúng tôi khái quát lại để đưa ra một cái thông điệp: chúng ta cần phải tiếp cận toàn diện, nhưng mà sau khi chẩn đoán điều trị chúng ta cá thể hóa để tránh bỏ sót và nó hiệu quả, nó tốt hơn. Và sau cùng thì như vậy chúng ta thấy cá thể hóa nó giúp chúng ta là coi như là điều trị theo đúng cái yêu cầu của, và kể cả các cái giải quyết được các cái triệu chứng, không chỉ có buồn ngủ ban ngày, có thể là phân mảnh giấc ngủ, có thể là SpO2 thấp quá. Và như vậy thì chúng ta thấy sẽ giúp cho cái chất lượng cuộc sống và giảm được các nguy cơ của cái biến chứng do OSA gây ra. Thì phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp, xin hết ạ.